Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái chân váy màu đỏ nhé. Ở đây mình sử dụng là sợi diva. Sợi diva này dùng cho mùa hè này. Nó cho kim đan là 2,5 đến 3,5, kim móc là 3,5. Nhưng ở cái chân váy này mình sẽ sử dụng hai size kim là kim 2,5 và kim 3.0mm. Trước tiên là mình sử dụng là kim móc 2.5 trước. Các bạn tạo cho mình một vòng tròn bính là 140 mũi. Mình sẽ móc mô phỏng cho các bạn là 40 mũi bính thôi nhá, cho nó nhanh và cho nó dễ. Nhưng mà các bạn phải móc đủ cho mình là 140 mũi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43, thôi chết rồi, quá rồi, 43, thôi rồi, 44, 45, 46, 47, 48, 49, mình móc cho các bạn là 50 mũi nhá, 50 mũi bính này. Mình móc bằng mũi kép. Trước tiên này, mình sẽ đánh dấu ở cái mũi cuối cùng này. Mình lên 2, 1, 2 chân này, 3 chân này, xuống này, 1 này, móc tiếp này, cách 1 bính này, sang bính thứ 2 này, sang bính thứ 2 này, móc mũi kép, thêm 1 bính, xuống móc chính vào chân nó, một kép. Đây gọi người ta gọi là mũi V. Đây là mũi V các bạn nhé. Tiếp tục cách một bính sang bính thứ hai. Này. Một bính xuống tiếp chân của nó. Đây là mũi chữ V, hai mũi sẽ vào một chân bính. Một sang chân thứ hai, một bính rồi tiếp tục một cách một chân sang chân thứ hai, một bính một sang chân thứ hai. Cách một chân sang chân thứ hai, đấy, như thế này. Các bạn móc đến hết hàng cho mình nhé. Sau khi các bạn đi hết 140 mũi bính, các bạn nối vòng về nhé. Nối vòng tròn chúng ta sẽ móc tròn. Đây là hàng cuối cùng này, mũi V cuối cùng này. Nay trời nóng, mồ hôi ra tay quá. Này, chúng ta nối vòng tròn vào nhé. Xong 140 mũi nhé các bạn nhé. Đây là mình chỉ mô phỏng 50 mũi thôi. Rồi. Đây, các bạn nối vào đầu của cái mũi đầu tiên của cái bính đầu của cái V đầu tiên này. Nối vào đầu của nó nhé. Nối vào đầu vào bằng một mũi trượt này. Rồi. Tiếp tục hàng thứ hai các bạn vẫn đi như vậy cho mình nhé. Nhưng mà bây giờ mình sẽ đi vào giữa của hai mũi V.
đây này, giữa này, mình sẽ đi vào giữa của V bằng một mũi trượt này. Rồi, mình sẽ tiếp tục lên hai bính một chân này, một bính giữa này, vào giữa của V một này, tiếp tục này, đây là V này, đây là V nhá, vào giữa của hai mũi V này, một kép này, thêm một bính này, tiếp tục vào đúng V này. Đấy. Tiếp tục này. Đây là V này. Đây là chữ V, đây là mũi V nhá. Đây là cùng một chân này. Các bạn đi vào giữa ở cái mũi bính thêm giữa hai kép nhá. Đây này. Đây. Thêm một bính này. Tiếp tục vào chân của V, vào đầu của V. Đây các bạn thấy không? Đây này, hình dung ra đây này. Đây cho nó dễ này. Các bạn sẽ đi cho mình hai hàng như vậy. Nhưng nếu mà bé mà lớn hơn 3 tuổi thì các bạn sẽ tăng lên cho mình thêm một hàng, tức là chỗ V này sẽ là hai hàng nhá, là ba hàng nhá. Tiếp tục các bạn đi như vậy cho mình đến hết hàng. Các bạn sẽ đi cho mình hai hàng. Nếu mà bé nhà bạn lớn hơn, các bạn có thể đi cho mình ba hàng như vậy. Cứ như vậy đến hết hàng. Đây là mũi cuối cùng của hàng thứ hai. Rồi xong. Đây là V của đầu tiên, các bạn lại nối đầu vào nhé. Đây gì? Bằng một mũi trượt. Rồi xong. Vậy là mình đã xong hai hàng V. Tiếp tục đến hàng thứ ba nhé các bạn nhé. Các bạn lại đi cho mình một mũi trượt vào trong chữ V, lên hai chân, thêm một bính, đi một kép. Đây là mình sẽ xong một V này. Đến hàng thứ ba này, các bạn sẽ thêm cho mình, sau khi xong cái mũi kép, các bạn sẽ thêm cho mình một bính. Tiếp tục đi vào V tiếp theo, mũi kép, một bính, một kép. Giữa hai V các bạn sẽ thêm cho mình một bính nhé, một bính. Tiếp tục vào V thứ hai, rồi các bạn lại thêm cho mình một bính. Cái phần này nó chính là cái phần để cho nó dần dần nó sẽ to dần ra, để cho nó có xòe. Thêm một bính. Một bính. Đấy, một kép. Một bính. Một kép. Một bính. Bắt đầu nó sẽ to dần ra. Các bạn đi cho mình như vậy là thêm hai hàng nữa nhá. Hai hàng như vậy. Đúng hai hàng. Giống như hàng trên, hai hàng giống nhau. Và lần này cũng lại hai hàng giống nhau. Sau khi đi hết hàng thứ tư nhá, hai hàng này các bạn đi giống nhau đúng không? Thì các bạn lại nối vào cho mình. Nối bằng một mũi trượt. Đó. Như vậy là mình đã xong 4 hàng. Tiếp theo, hàng tiếp theo của mình sẽ đổi kim 3. Bởi vì cái hàng này bắt đầu mình đi 2 kép.
đi kim 3 mm để cho cái váy nó được mềm. Tiếp tục này, mình sẽ vẫn đi vào một mũi sượt này, lên 1 2 3. Cái hàng thứ năm này mình sẽ đi là 4 mũi kép vào một chân V. Hai, thêm một mũi bính đi vào đây. Hai mũi kép đó, bạn thấy không? Cái hàng này mình sẽ không thêm, mình sẽ đi liền luôn nhá, mình không thêm bính nữa nhá. Đi sang V tiếp theo này. Hai mũi kép này. Một này. Hai này. Thêm một bính này. Tiếp tục vào hai kép này. Một này. Hai, đó, chúng ta được 4 mũi. 4 mũi kép bằng một chân V, cách nhau bằng một mũi bính. Đi tiếp vào chân tiếp theo. 1 2 thêm một bính. Tiếp tục. 1 2. Rồi, sang V tiếp theo. 1 2 thêm một bính. 3 4, 4 kép vào một V. V tiếp theo. 1 2 một bính. 1 2 1 2 một bính. 1 kép. 2 kép. Các bạn lại đi cho mình đến hết hàng nhé. Một bính, hai mũi kép và một chân đấy. Xong, mình đã xong hàng này nhá. Tiếp tục mình sẽ nối chân này. Mũi đầu tiên này, mình sẽ nối vào đây bằng một mũi trượt. Rồi. Và tiếp tục mình sẽ đi một mũi trượt tiếp theo. Bây giờ mình sẽ đi lên hai chân. Mình đi vào mũi trượt đi nhá. Mình tiếp tục mũi trượt này. Một mũi trượt này, lần này sẽ là hai mũi trượt nhá. Vào giữa V. Rồi. Các bạn đi cho mình 1 2. Hàng thứ 6. Vẫn là hai mũi kép, nhưng mà vẫn là 4 mũi kép nhá. Vào một chân V. Nhưng bây giờ giữa hai mũi kép sẽ là hai bính. 1 2. Một kép. Hai kép. Không thêm nhá. Tiếp tục sang V tiếp theo này. 1 này. 2 này. 1 2 bính này. 1 này. 2. Tức là lên trên này nó sẽ là giữa hai cái kép này. Nó sẽ là hai bính. Tiếp tục mũi tiếp theo. 1 kép này. 2 kép này. 1 này, 2 bính này. 1 này. 2 này. Đấy, các bạn đã thấy nó bắt đầu nó xòe chưa? Nó xòe đều nhá. 1. Các bạn cứ đi như vậy cho mình đến hết hàng nhá. 1 này. 2 này, 1, 2 này. 1 này.
Để các bạn đi cho mình như vậy đến hết hàng. 1 2 1 2 bình. 1 kép. 2 kép. Hết vòng ta lại nối bằng một mũi chợt. Như vậy là ta đã đi được 1 2 3 4 5 6 hàng. Hàng thứ 7, hàng thứ 7 thì mình sẽ không thêm nhá. Hàng thứ 7 này. Vẫn chữ chợt này, 1 2 này. Hàng thứ 7 mình sẽ móc y như hàng thứ 6. 2 mũi. 1 2 bính. 1 kép. 2 kép. Sang về tiếp theo 1 kép. 2 kép. 1 bính, 2 bính. 1 2. Đó. Như vậy là hàng thứ 6 và hàng thứ 7 chúng ta đi giống y như nhau nhá. Như vậy là mình đã xong hàng thứ 7, hàng thứ 7 và hàng thứ 6, thứ 6, thứ 7 đều là giống nhau các bạn nhé. 1 2 1 2 kép. Chúng ta lại nối đầu và một mũi chuột. Như vậy là chúng ta đã xong 1 2 3 4 5 6 7. 7 hàng nhé. Sang hàng thứ 8 này. Tiếp tục mình sẽ đi mũi chuột này. 1 này, để vào V này. 1 2 hàng thứ 8. 1 1 2 bính này. 1 2. Hàng này mình lại sẽ cách một giữa hai V, mình sẽ cách một bính. 1 tiếp tục vào V tiếp theo. 1 kép. 2 kép. 1 bính, 2 bính. Tiếp tục vào kép. 1 2. Đây. Mình kéo ra để cho các bạn hình dung này. Tiếp tục này. 1 bính này. Và đi kép tiếp theo này. 1 này. 2 này. 1 2 bính này. 1 2. Các bạn sẽ đi cho mình hàng 8 và hàng 9 giống y như nhau nhé. Sau khi xong cái hàng 8 và hàng 9 này, mình sẽ đi thẳng xuống. Bắt đầu đi zig zag. Ở cái phần này mình sẽ làm sang làm thành một phần này. Đến đây mình sẽ kết thúc một phần gọi là phần 1 này. Tiếp tục sẽ phần 2 và phần 3 sẽ là mình sẽ hướng dẫn các bạn làm gấu. Như vậy là các bạn sẽ làm nốt cho mình hàng 8 và hàng 9 nhé. Hàng 8 và hàng 9 cách nhau một bính này. 1 2 1 2 bính này. Tiếp tục này. 1 này. 2